Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 46. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì cớ sự chuyển dậy của nó. Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va, sự phá tan Ngài đã làm trên đất là dường nào. Ngài dẹp yên giặc cho đến đầu cùng trái đất, bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra từng miếng và đốt xe nơi lửa. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Chương 8. Sao-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. Dầu vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sao-lơ làm tàn hại hội thánh, sấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà mà bỏ tù. Vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Bấy giờ, trong thành đó có một người tên là Simon, làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng, chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhưng đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ, thảy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp têm. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp têm thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng, cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng, tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho.
vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác. Simon trả lời rằng: Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó. Sau khi Phi-e-rơ và Giăng đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế thì trở về thành Giê-ru-sa-lem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Sa-ma-ri. Bây giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy, đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-sa. Đường ấy vắng vẻ. Người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ethiopi làm quan hầu của Candace, nữ vương nước Ethiopi, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai. Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopi đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoạn quan trả lời rằng: Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe, ngồi kề bên. Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này: Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông. Người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của người, vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Hoạn quan cất tiếng nói cùng Philip rằng: Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng hay là về người nào khác? Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giê-xu cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước. Hoạn quan nói rằng: Này, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp têm chăng? Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước và Philip làm phép báp têm cho hoạn quan. Khi ở dưới nước lên thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi. Hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành A-sốt. Từ đó người đi đến thành Cesare, cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Chương 21. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng những thầy tế lễ là các con trai A-rôn mà rằng: Thầy tế lễ chớ vì một người chết trong dân sự mà làm cho mình ra ô uế, trừ ra vì bà con thân thích mình, vì mẹ, cha, con trai, con gái, anh em mình, và vì chị em ruột mình còn đồng trinh chưa chồng, thì người được vì chị em đó làm cho mình ra ô uế. Người là đầu trưởng trong dân sự mình, chớ làm mình ra tục mà bị ô uế. Các thầy tế lễ chớ nên làm sói trên đầu, chớ cạo mép râu mình, đừng cắt thịt mình. Họ sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình và chớ làm ô danh Ngài, vì họ dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa thiêu, tức là thực vật của Đức Chúa Trời mình. Họ phải nên thánh. Thầy tế lễ chớ nên cưới một người kỳ nữ hay là kẻ dâm ô, cũng chẳng nên cưới người bị chồng đẻ, vì thầy tế lễ đã biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời mình. Vậy ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dân thực vật của Đức Chúa Trời người, người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta Đức Giê-hô-va là thánh, đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy. Nếu con gái thầy tế lễ đi dâm ô tự làm nên kỵ nữ, ấy là làm ô danh cho cha nó phải bị thiêu lửa. Thầy tế lễ được quyền trọng hơn các anh em mình, đã được rưới dầu sức trên đầu mình, được biệt riêng ra thánh để mặc mình bằng bộ áo thánh, chẳng nên để đầu trần và xé áo mình. Người chớ đi đến cùng một kẻ chết, chớ vì cha hay mẹ mà làm mình ra ô uế. Người chẳng nên đi ra khỏi nơi thánh, đừng làm cho nơi thánh của Đức Chúa Trời mình ra ô uế, vì cái mão dầu sức của Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu người. Ta là Đức Giê-hô-va. Người phải cưới gái đồng trinh làm vợ. Người chẳng nên cưới đàn bà góa bị đẻ, dâm ô hay là kỵ nữ, nhưng phải cưới một người đồng trinh trong vòng dân sự mình. Người chẳng nên làm ô danh dòng họ mình giữa dân sự người, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho người nên thánh. Đức Giê-hô-va còn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng A-rôn mà rằng: Phàm ai trong dòng họ ngươi trải các đời có một tật bệnh trong thân thể,
chớ đến gần mà dâng thực vật cho Đức Chúa Trời mình. Phàm ai có một tật không được đến gần như đây, người mù, què, sẹp mũi hay là tứ chi không đều, người gãy chân hay gãy tay, người có bướu hay là lỏng khổng, có vảy cá mắt hay là có ghẻ chốc, có lát hay là có hoàng nang dập. Phàm con cháu thầy tế lễ A-rôn có tật trong mình không được đến gần dân của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Nếu có một tật trong mình không được đến gần dân thực vật cho Đức Chúa Trời mình. Người được ăn thực vật của Đức Chúa Trời mình là các vật chí thánh và các vật biệt riêng ra thánh, nhưng không được đi đến bức màn và cũng không được đi đến gần bàn thờ vì có tật nơi mình. Người chớ làm các nơi thánh ta ra ô uế vì ta, Đức Giê-hô-va, làm các nơi đó nên thánh. Mô-sê nói như vậy cho A-rôn và các con trai người, cùng cho cả dân Israel. Chương 22. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng, phải kiêng cử những của lễ thánh của dân Israel, dân biệt riêng ra thánh cho ta, hầu cho chúng chớ làm ô danh thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Hãy nói với họ rằng, phàm ai trong dòng giống các ngươi và trong vòng con cháu các ngươi đã bị ô uế đến gần các vật thánh mà dân Israel biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va, thì ai đó sẽ bị trút khỏi trước mặt ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Phàm ai là con cháu của A-rôn bị bệnh phung hay là bạch trược thì chẳng được ăn vật biệt riêng ra thánh cho đến chừng nào được tinh sạch. Ai đụng đến một người đã bị ô uế bởi xác chết, ai có di tinh, hay là ai đụng đến hoặc loài côn trùng hoặc một người bị sự ô uế nào làm cho mình ô uế thì cũng phải một thể ấy. Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô uế đến chiều tối, không được ăn vật biệt riêng ra thánh, nhưng phải tắm mình trong nước. Sau khi mặt trời lặn, người sẽ được sạch lại, rồi mới được phép ăn các vật thánh, vì là đồ ăn của người. Người chẳng nên ăn một con thú nào chết tự nhiên hay là bị xé, hầu khỏi bị ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, họ phải giữ điều ta phán dặn, kẻo mang tội lỗi và chết chăng, vì đã làm các vật thánh này ra ô uế. Ta là Đức Giê-hô-va, làm cho họ nên thánh. Chẳng một kẻ khách ngoại bang nào được ăn vật thánh. Kẻ nào ở tại nhà thầy tế lễ hay là người làm mướn cũng chẳng được ăn vật thánh. Nhưng kẻ nào thầy tế lễ lấy bạc mua về và kẻ sanh đẻ tại nhà người thì được phép ăn đồ ăn của người. Nếu con gái của thầy tế lễ kết thân cùng kẻ khách ngoại bang thì sẽ không được ăn vật thánh dâng dơ lên. Còn nếu con gái của thầy tế lễ đã góa hay là bị đẻ không có con, trở về nhà cha ở như buổi còn thơ, thì nàng sẽ được ăn đồ ăn của cha mình, nhưng chẳng kẻ khách ngoại bang nào nên ăn. Nếu ai lầm ăn một vật thánh thì phải đền lại cho thầy tế lễ giá của vật thánh đó và phụ thêm một phần năm. Thầy tế lễ chớ làm ô uế của lễ mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ai ăn vật thánh đã dâng như vậy sẽ mang tội mình đã phạm, vì ta là Đức Giê-hô-va làm cho các vật đó nên thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho A-rôn và các con trai người, cùng cho cả dân Israel mà rằng: Hễ người nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ mà dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, hoặc của lễ khấn nguyện hay là của lễ lạc ý hầu cho được nhậm, phải dâng một con đực không tỳ vết chi bắt trong bầy bò, hoặc chiên con hay là dê cái. Các ngươi chớ dâng một con vật nào có tỳ vết, vì nó sẽ không được nhậm. Khi một người nào dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ thụ ân bằng bò hay chiên, hoặc dâng trả lễ khấn nguyện hay là lạc ý hầu cho con sinh được nhậm, phải không có một tỳ vết chi trên mình. Các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va một con thú nào hoặc mù mắt, què cẳng, bị xé, ghẻ, chốc hay là lát. Các ngươi chớ bắt nó làm của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va trên bàn thờ. Các ngươi được bắt một con bò hay chiên con có giò dài quá hoặc ngắn quá mà làm của lễ lạc ý. Nhưng về của lễ khấn nguyện, con thú như vậy quả sẽ chẳng được nhậm. Các ngươi chớ dâng cho Đức Giê-hô-va tại xứ mình
một con thú nào hòn nang bị dập nát, rứt hay là thiến đi. Chớ nhận nơi tay kẻ khách ngoại bang một con sinh nào bị như vậy, đặng dâng làm thực vật cho Đức Chúa Trời mình, vì nó đã bị hư và có tì vít trên mình, không được nhậm vì các ngươi đâu. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hễ con bò con chiên con hay con dê con phải ở quẩn theo mẹ trong 7 ngày sau khi lọt lòng, nhưng qua ngày thứ 8 về sau sẽ được nhậm làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Bất kỳ bò cái hay chiên cái, các ngươi chớ giết nó và con nó trong một ngày. Khi các ngươi dâng của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng thế nào cho của lễ vì các ngươi được nhậm? Của lễ đó phải ăn nội ngày, không nên để chi lại cho đến sớm mai. Ta là Đức Giê-hô-va. Vậy, hãy giữ làm theo các điều răn ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đừng làm ô danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va, làm cho các ngươi nên thánh, tức đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Chương 23. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, này là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va, các ngươi hãy rao truyền ra là các hội thánh. Người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh. Đừng làm một công việc gì, ấy là lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở. Này là những lễ của Đức Giê-hô-va, tức những sự nhóm hiệp thánh, các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định. Đến ngày 14 tháng Giêng vào buổi chiều tối, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Qua ngày rằm tháng này, ấy là lễ bánh không men để kính trọng Đức Giê-hô-va, các ngươi sẽ ăn bánh không pha men trong 7 ngày. Ngày đầu, các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, chẳng nên làm một công việc xác thịt. Trong 7 ngày, các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên. Đến ngày thứ 7 sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Các ngươi đừng làm một công việc xác thịt nào hết. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày sau lễ Sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm. Chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, các ngươi cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một chiên con giáp năm, không tỳ vít chi, đặng làm của lễ thiêu, và dâng thêm một của lễ chay bằng 2/10 bột lọc chế dầu, làm của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với 1/4 hin rượu làm lễ quán. Các ngươi chớ ăn hoặc bánh, hoặc hột lúa rang, hoặc lúa đang ở trong vé, cho đến 9 ngày này, tức là ngày các ngươi đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào, ấy là một lễ định đời đời cho con cháu các ngươi. Kể từ ngày sau lễ Sa-bát là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính 7 tuần lễ trọn. Các ngươi tính 50 ngày, cho đến ngày sau của lễ Sa-bát thứ 7, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến 2 ổ bánh, đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại. Bánh đó làm bằng 2/10 bột lọc hấp có pha men, ấy là của đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh 7 chiên con giáp năm chẳng tỳ vít chi, 1 con bò tơ và 2 con chiên đực với của lễ chay và lễ quán cặp theo, đặng làm của lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ dùng lửa xông, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng 1 con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội và 2 chiên con giáp năm đặng làm của lễ thù ân. Thầy tế lễ sẽ lấy các của lễ đó với 2 ổ bánh bằng lúa đầu mùa và 2 chiên con dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm hiệp trong chính một ngày đó. Phải có một sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng và chớ mót lúa sót lại,
hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Đức Jehovah lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Chớ làm một công việc xác thịt nào, phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-sê rằng: Ngày mùng 10 tháng 7 này là ngày lễ chuộc tội. Các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, hãy ép tâm hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. Ngày đó chẳng nên làm công việc nào, vì là ngày chuộc tội. Trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình sẽ bị trút khỏi dân sự mình, và hễ ai làm một công việc gì thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình. Các ngươi chẳng nên làm công việc chi hết, ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Ấy sẽ là một lễ sa bát, một ngày nghỉ cho các ngươi phải ép tâm hồn mình. Ngày mồng 9 tháng đó, các ngươi phải giữ lễ sa bát mình từ chiều nay đến chiều mai. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng ngày rằm tháng 7 này là lễ lều tạm, trải qua 7 ngày đặng tôn kính Đức Giê-hô-va. Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm hiệp thánh, các ngươi chẳng nên làm một công việc xác thịt nào. Trong 7 ngày phải dâng các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày thứ 8, các ngươi có một sự nhóm hiệp thánh nữa, cùng dâng của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ là một hội trọng thể, chớ nên làm một công việc xác thịt nào hết. Đó là những lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va mà các ngươi phải rao truyền, là sự nhóm hiệp thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy. Ngoài ra, các ngươi phải cứ giữ lễ sa bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài các lễ vật mình, các của lễ khấn nguyện và lạc ý. Nhưng đến ngày rằm tháng 7, khi các ngươi đã thu hoạch thổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ 8 cũng sẽ là ngày nghỉ. Bữa thứ nhất, các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu chà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi vui mừng trong 7 ngày trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Mỗi năm vào tháng 7, các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va như vậy trong 7 ngày. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. Hết thảy ai sanh trong dòng Israel sẽ ở nơi trại trong 7 ngày, hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, ta cho họ ở trong những trại. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Ấy vậy, Mô-sê truyền cho dân Israel biết các lễ của Đức Giê-hô-va là lễ nào. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài.
và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.